Nhưng mà những em bé bệnh đau thì cái gáy này nó lại giảm đấy. 22 tuần 2 ngày thì mình sẽ là cái thời điểm tốt nhất để đo độ mờ da gáy ha. Đo độ mờ da gáy là mình sẽ đo cái khoảng sau gáy này. Nếu mà em bé nào mà độ mờ da gáy nó cao, thực ra độ mờ da gáy là mình dịch ra từ tiếng nước ngoài, ở tiếng Anh của nó là NT, cái từ NT là khoảng sáng sau gáy, thì những cái em bé bị bệnh Down á là cái đấy nó dày lên và nó tích dịch ý, nó tích dịch. Thế nhưng mà những cái em bé mà mình đo dày thì không phải là 100% nó sẽ bị bệnh Down. Có những cái độ mờ da gáy thì là bệnh Down, nhưng mà có những cái độ mờ da gáy dày thì không phải bệnh Down. Nhưng mà những em bé bệnh Down thì cái gáy này nó giảm đấy. Thì ví dụ em làm nít rồi thì tại sao vẫn phải đo độ mờ da gáy đấy? Có cái một cái câu hỏi đặt ra như thế. Thì khi độ mờ da gáy mình đo là ngoài cái chuyện tầm soát bệnh Down, nó còn liên quan đến những bệnh lý khác nữa, ví dụ như bệnh tim bẩm sinh. Những cái đứa bé mà độ mờ da gáy nó cao nó dày thì mình phải đưa vào một cái đối tượng để mình theo dõi sát sao hơn. Có thể cho đi viện tim để bác sĩ chuyên về tim mạch khảo sát cái tim của nó. Còn nếu độ mờ da gáy trong giới hạn bình thường thì mình theo dõi như một em bé bình thường thôi. Đấy. Tại sao có mình phải hỏi tại sao tôi làm nít rồi đúng không? Tôi đã biết 99% của tôi là không có bị bất thường nhiễm sắc thể để bệnh bệnh Down đấy. Tại sao tôi lại phải đo độ mờ da gáy nữa? Đấy. Và có rất nhiều trường hợp lại đo độ mờ da gáy xong lại không làm xét nghiệm cơ.